Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Lộ diện chiếc ô tô SUV đẹp long lanh, giá chỉ từ 550 triệu đồng. Đối thủ của Honda HR-V, Hyundai Kona và Ford EcoSport. Chiếc ô tô SUV cỡ nhỏ Mitsubishi Outlander Sport năm 2020 sẽ là đối thủ của loạt xe hot như Ford EcoSport, Honda HR-V, Toyota CHR. Nissan Rogue Sport, Kia Seo và Hyundai Kona. Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức trình làng phiên bản facelift của mẫu SUV nhỏ gọn Mitsubishi ASX Outlander Sport tại triển lãm Geneva Motor Show 2019 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Mitsubishi Outlander Sport 2020 có giá khởi điểm từ 23.690 đô la, tương đương 549,48 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ nhỏ này cạnh tranh với Chevrolet Trax Ford EcoSport, Honda HR-V, Toyota CHR, Nissan Rogue Sport, Kia Seltos, Hyundai Kona và Mazda CX-3. Highlander Sport 2020 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield nổi tiếng của Mitsubishi. Ở đầu xe lưới tản nhiệt nổi bật hơn với thiết kế đèn pha tương tự như Eclipse Cross, cụm đèn LED tích hợp đèn báo rẽ và đèn sương mù. Ngoài ra, cản trước cũng được làm mới có thêm tấm bảo vệ những thay đổi đáng chú ý ở đuôi xe gồm có cụm đèn hậu LED mới và cản sau được thiết kế lại theo hướng hầm hố hơn. Bên cạnh đó, SUV này có được bổ sung thêm 3 tông màu sơn mới gồm đỏ Diamond, cam Sunshine và nâu no Quartz. La-zăng 18 in là trang bị tiêu chuẩn của Mitsubishi Outlander Sport mới. Không chỉ được nâng cấp về ngoại thất, Mitsubishi được thực hiện nhiều cải tiến với bộ nội thất của Outlander Sport 2020. Cụ thể, Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí Smartphone Link Display Audio SDA sử dụng màn hình cảm ứng 8 in lớn hơn, tích hợp hệ thống định vị tôm tôm và ứng dụng kiểm soát nhiên liệu có khả năng chỉ dẫn cho người dùng tới trạm xăng gần nhất, đồng thời nhắc nhở người dùng về thời hạn bảo dưỡng xe. Về khả năng vận hành, Mitsubishi Lancer Sport có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ 4 xi lanh dung tích 2 lít cho công suất tối đa 148 mã lực và 197 Nm mô men xoắn Hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Khách hàng có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Thứ hai là động cơ 4 xi lanh dung tích 24 lít, chỉ có trên bản GT cho công suất 168 mã lực, mô men xoắn cực đại 226 Nm, hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Khách hàng có thể tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công